sầu riêng, ai cũng biết sầu riêng hết rồi phải không bà con? Sầu riêng cũng biết, nhưng mà có những người thế này và bệnh thế này, vui lòng đừng ăn sầu riêng để cho căn bệnh của mình mau lành, mau bớt, mau khỏi nha bà con. Chứ nếu ăn vào thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Đó là những người không nên ăn, là người có đường cao trong đường huyết, nóng trong người, đầy bụng, thận khó chuyển hóa, là vui lòng đừng ăn sầu riêng. Đừng ăn sầu riêng để nó tốt cho sức khỏe của mình. Là người có đường cao cho nên đừng ăn, sức khỏe của đường huyết không được tốt, nóng trong người, thận khó chuyển hóa và đầy bụng, là vui lòng đừng ăn sầu riêng để nó tốt cho căn bệnh của mình bà con ạ. Ngoài ra nó tốt cho sức khỏe hệ miễn dịch, tốt cho hệ miễn dịch, nó ngăn ngừa được ung thư, tiêu hóa, xương chắc khỏe, cải thiện được thiếu máu, lão hóa, huyết áp, tim mạch, giảm viêm khớp, giảm đau đầu. Như vậy thì chúng ta chỉ sử dụng 3 muối một ngày, chứ không phải là tốt ăn bao nhiêu cũng được. Chúng ta chỉ nên 3 muối một ngày là 250 gram. Đó là 3 ngày một ngày như vậy thôi nha bà con. Chúng ta ăn 5 ngày liền thì nghỉ 2 ngày. Sầu riêng cái gốc nó là Indonesia, Biên Hòa, Đồng Nai, đồng bằng sông Cửu Long, Nam Bộ, Tây Nguyên, Bến Tre, Thái Lan, Bình Dương đều có. Nhưng mà nó nhớ như vậy nha bà con. Đừng ăn nhiều, ăn nhiều là nó không tốt, và chẳng những không tốt mà nó hại ngược cho mình. Chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.